nghĩ rằng là ở Viettel ấy có lẽ là một trong những môi trường lành mạnh nhất về cái chuyện thăng tiến. Mọi người biết tại sao không? Vì anh em mình nó nhiều việc mà toàn việc khó đấy. Thì mình có một cái bài cũng rất đơn giản là đấy, cái việc ông làm được ông ta phải làm. Mình đã từng đưa rất nhiều nhân viên đi làm giám đốc đấy nhé. Còn ở những cái tổ chức khác ấy mà nó không có nhiều việc khó ấy, mà cái việc đấy ai cũng làm được ấy, thì nó sẽ dựa vào quan hệ là chính các em ạ. Không còn cách nào đâu. Là vì bây giờ nó có 3 người làm việc được, 3 người có thể làm tốt cái làm được cái việc đấy. Thế thì chỉ còn duy nhất một cách quan hệ thôi, cách nào đâu, chẳng có cách nào khác để mà ngóc đầu lên. Thế còn cái việc đấy hoặc là nó rất khó đến mức mà có khi thử mấy ông được không? Thế thì chẳng có cái quan hệ gì ở đấy à. Thế cho nên là một trong những lý do mà ông Viettel ấy mà suốt ngày ông cứ phải nghĩ ra những cái việc mới như thế này, là nó cũng có một cái câu chuyện là để tạo điều kiện cho những người giỏi có thể ngóc lên được. Có thêm việc mới là tạo thêm các vị trí quản lý. Tăng trưởng tức là tổ chức to ra là thêm hàng trăm ông trưởng phòng. Thêm lĩnh vực mới là thêm ban giám đốc, thêm các trưởng phó phòng, thêm các giám đốc, phó giám đốc trung tâm. Cho nên một cái tổ chức tăng trưởng ấy, ngoài cái chuyện là giữ cho tổ chức cái lành mạnh theo cái nghĩa là ông nào giỏi thì ông ấy lên được. Còn có một cái việc nữa là tạo ra thêm các cái cơ hội cho anh em trẻ thăng tiến. Thế còn tổ chức mà nó không tăng trưởng ấy, thì đợi cái ông về hưu năm nay nó mới bao nhiêu biết đâu, nó 25, 20, 27 tuổi nó đã trưởng phòng rồi. 60 tuổi nó mới về hưu. Thế thì 33 năm nữa thì mình chẳng có cửa chó gì. 33 năm nữa đợi nó về hưu để mình lên trưởng phòng thì lúc đấy mình chết rồi. Thế cho nên là một cái tổ chức ấy là gì, nó phát triển, nó mở rộng là anh em mình phải rất cảm ơn cái tổ chức ấy. Nó tạo cho anh em mình các cái cơ hội mới, các công ty mới được thành lập, các cái vị trí mới được xuất hiện, thì anh em mình có cửa đi ra nước ngoài như thế, nói thế thôi, chứ là mỗi một công ty nước ngoài là tạo cho anh em mình cũng phải 40-50 vị trí quản lý nhé. Ban giám đốc này, trưởng phó phòng này, giám đốc các trung tâm này. Thì cho nên là mỗi một công ty nước ngoài được thành lập là tự nhiên anh em mình là xuất hiện lên tận rất nhiều ông vèo phát là lên trưởng phòng đấy, vì chỉ có công ty nước ngoài đấy. Rồi các cái công ty khác, các lĩnh vực khác ở trong nước cũng thế. Cho nên là nhiều khi anh em mình cứ nhìn thấy sự vất vả thì anh em mình mới nhìn thấy một góc thôi, nhưng thực sự cái sự vất vả đấy là giữ cho tổ chức lành mạnh. Còn tổ chức mà nó không có thách thức mới thì nó không thể lành mạnh được các em ạ, nó không thể lành mạnh được ấy. Làm sao nó lành mạnh được? Nếu như cái việc ấy, ai cũng làm được, cái việc ấy nó cũ rích rồi mà ai cũng làm được mà. Thì lại phải chăm đến nhà ông A ông B thôi. Mà bài đấy không phải bài Viettel. Thế còn cái việc đấy mà nó liên tục phải có thách thức mới thì chỉ những người thực sự có tài mới trụ được ở vị trí đấy. Và phát triển thực ra bây giờ mình gọi là nghĩ ra việc mới, nghĩ ra thách thức mới thì là anh em mình khổ hay ai khổ? Khổ đầu tiên là khổ cái ông cầm đầu ấy. Là vì thêm một cái việc mới mà việc đấy mà thất bại, mà việc đấy bị thất thoát, mà việc đấy được coi là thua lỗ, thì đầu tiên là ông cầm đầu là bây giờ đang xử rất là nhiều. Và tôi nói thật là trong cái lúc mà đang xử rất là nhiều, có mỗi một ông xông lên là ông Viettel này, các ông khác ngồi im hết, rất nhiều ông ngồi im sợ mà. Thế bọn em phải hiểu là thế này, bọn em cũng vất vả, nhưng mà những ông lãnh đạo cũng vất vả đấy. Thế thì đầu tiên là ông đấy, và sau đó thì là các ông trong thường vụ. Vì bây giờ là trách nhiệm tập thể mà. Ông Hùng đi thì ông Dũng chưa chắc đã xách cơm vào cho ông Hùng đâu, ông Dũng cũng khi ngồi cùng ấy. Ông thật đấy mà, vì bây giờ trách nhiệm là trách nhiệm thường vụ chứ nó không phải trách nhiệm một người. Thế cho nên là thêm một cái việc, thêm một cái đầu tư, là thêm một rủi ro mà ai có thể khẳng định được là cả 10 vụ thành công, cả 10 sự thần thánh luôn. Thì đầu tiên là những ông đấy là vất vả, bạc tóc nó các em ạ. Cho nên cũng đọc câu hỏi đây thì nhiều người nói là tại sao cứ bắt bọn em vất vả đấy, bọn em không vất vả bọn anh nhiều, bọn em vất vả là một phần rất nhỏ thôi. Bọn em vất vả ấy thì có thể vất vả về mặt việc, còn bọn anh vất vả thì không hiểu là nếu như mình vào trong kia mình ngồi thì nó xảy ra câu chuyện gì. Thế thì mình nói vui thế thôi. Thế nhưng ý muốn nói rằng là người lãnh đạo khi nghĩ ra những cái thách thức mới là họ là trách nhiệm lớn lao đầu tiên các em ạ, và họ là người hy sinh đầu tiên, và họ là người tổn thọ đầu tiên. Nhưng vì họ muốn cho tổ chức này là lành mạnh, họ muốn được nhiều người trẻ hơn nữa được lên làm giám đốc, được làm trưởng phòng. Đấy là vì các em đấy.
Bây giờ mình nói thế thôi. Bây giờ mình nhận được cái dự án A1. Cái dân tộc này mấy nghìn